Xin được mến chào quý anh chị em các bạn, mình là Sơn Nguyễn. Hôm nay mình sẽ đồng hành và chia sẻ với anh chị em các bạn để đi xem một chiếc xe ô tô cũ đã qua sử dụng như thế nào. Cũng như anh chị em được biết ấy, thì đi mua một chiếc xe đã qua sử dụng thì đỡ được rất là nhiều chi phí, phí khấu hao, phí hao mòn. Thì đồng hành cùng với chuyện đấy thì anh chị em mình phải trang bị cho anh chị em mình một kiến thức về nhất định về ô tô cũ đã qua sử dụng. Thì mình sẽ làm video này chia làm hai phần. Phần thứ nhất sẽ nói về vấn đề xe đâm đụng như thế nào và lỗ túi khí ra làm sao, và xem được các chi tiết keo chỉ như thế nào. Thì phần túi khí mình sẽ chia sẻ bí quyết để anh chị em và các bạn xem chi tiết như thế nào để nhận dạng một chiếc xe lỗ túi khí. Phần thứ hai video mình sẽ làm rất là chi tiết và sâu sắc về một chiếc xe ngập nước như thế nào, ngập nước ở cấp độ nào và ngập nước thủy kích như thế nào, và chia sẻ với anh chị em một bí kíp nhìn vào chiếc xe đó thì mình có thể biết số km thực của chiếc xe đó đi là bao nhiêu. Cũng như anh chị em mình được biết thì khi sở hữu một chiếc xe ô tô mình sẽ trả cho rất là nhiều phí, phí bảo hiểm này, phí đăng kiểm này, phí xăng xe này, phí đậu xe này. Và tất nhiên rồi, đi một chiếc xe ô tô nó sẽ hoàn toàn khác một chiếc xe máy, những phụ kiện đi kèm theo cũng rất là tốn kém. Đấy. Thứ hai nữa là anh chị em mình sẽ chọn các dòng xe gì. Anh chị em mình ở đâu, ví dụ như anh chị em mình ở Sapa, Đông Tây Bắc thì anh chị em mình có thể chọn cho mình một chiếc xe SUV gầm cao. Nếu mà mình ở trong phố thì mình có thể chọn những chiếc sedan sang trọng, chiếc sedan hoặc là những chiếc xe crossover để phù hợp với mình nhất. Cách thứ ba, anh chị em mình có thể hẹn xem xe với chủ nhà. Hẹn xem xe với chủ nhà thì sẽ không xem xe vào buổi tối, sẽ không xem xe vào gà lên chuồng. Luôn xem xe ở nhà riêng và xem xe ở văn phòng làm việc của chủ xe. Đấy. Đi xem xe nhé, anh chị em và các bạn luôn luôn đi hai người. Luôn luôn đi hai người nhé. Và luôn luôn chuẩn bị cho mình một tinh thần tốt, lương thực tốt. Hơi buồn cười một chút nhưng mà lương thực tốt, tức là anh chị em mình phải có tư tưởng tốt và bụng phải lo. Đấy, đấy là lý do tại sao mình sẽ chia sẻ lý do tại sao là không xem xe vào giờ gà lên chuồng. Thì mình sẽ giải thích anh chị em và các bạn sau video này. Và bây giờ thì anh chị em mình sẽ thực tế đi xem một chiếc xe đã qua sử dụng như thế nào nhé. Để chuẩn bị đi xem một chiếc xe ấy thì anh chị em mình cần chuẩn bị kỹ lưỡng những cái gì thì mình sẽ chỉ cho anh chị em và các bạn thấy bây giờ. Đầu tiên là một chiếc smartphone có flash nhé. Hai nữa là một cái đèn pin loại nhỏ, đèn pin như nào đủ sáng là được. Ok, một cái đèn pin và một tờ giấy ướt như thế này nhé. Như thế nào thì mình sẽ giải thích với anh chị em và các bạn sau nhé. Ok. Đầu tiên đi xem một chiếc xe ô tô, anh chị em mình không vào khoang máy vội, cũng không vào các chỗ khác vội. Mình sẽ quan sát một vòng xe trước. Đầu tiên là quan sát mặt đằng trước như thế này. Đấy. Cái quan sát thứ hai là quan sát được các mạch. Em, camera đây. Các mạch như thế này. Bên này so với bên kia, nó có liền khối không? Em đi một vòng. Đây, các mạch này nó có khít hay không? Để đánh giá ngay bước đầu tiên mình đã thấy cái xe nào có bị đâm đụng hay không. Mình sẽ đi một vòng quanh xe. Kiểm tra các chi tiết này, em quay gần vào đây. Em kiểm tra các chi tiết này, nó có liền với nhau không? Nó có bằng với nhau không? Đấy, đi về đằng sau. Kiểm tra các chi tiết đằng sau này. Hai liền này bên này với bên kia nó phải cân đối với nhau như này nhé. Hôm nay mình xem đây là một chiếc xe Toyota Rush. Chiếc xe này còn nguyên bản 2020 nhé. Chiếc xe này còn nguyên bản nên là mình cũng dễ quay thôi. Mình nhìn vào các khía cạnh đằng sau này. Đấy. Nhìn vào các đằng trước và đằng sau. Cái hai nữa là rất là quan trọng như này. Để kết luận ngay bước đầu tiên mình có thể đoán được cái xe có bị đâm đụng hay không, có bị xô cánh hay không. Anh chị em mình cùng xem về hướng này. Em ra đây. Về cái size này, về cái mặt này, nó như là một cái ly quần ly áo của anh chị em vậy. Khi mà một chiếc xe bị đâm đụng thì không thể nào mà gò hàn để được một cái ly này nó thẳng hàng như thế này được. Nó thẳng tắp xuyên suốt từ đằng này ra đằng kia. Đấy. Nếu anh chị em và các bạn xem bên này và bên kia nó khác nhau, nó gò hay nó có dấu hiệu gò thì chiếc xe này đã bị đâm đụng bên hông nhé. Đấy, rất là kỹ các chi tiết này nhé. Bên đây. Đấy. Các chi tiết ly này nó sẽ chạy liền mạch đến tận đằng này. Nó là phải thẳng tắp và vuông vức nhé. Nó là phải thẳng tắp vuông vức. Bên này với bên kia phải như nhau nhé. Đây. Cái chi tiết này
nó phải chạy xuyên suốt, nó như là một cái ly quần áo của anh chị em các bạn nhé. Đấy, nó phải thẳng tắp đấy. Cái thứ hai, mình sẽ bắt đầu đi vào cái phần keo chỉ. Keo chỉ là một cái gì đấy, để một cái bọc để cho anh chị em biết là cái xe này còn zin và nguyên bản hay không. Đấy, thì mình sẽ xem keo chỉ. Em vào đây, mình sẽ bật cái đèn flash hoặc là cái đèn pin lên. Đấy, mình sẽ xem các keo chỉ như thế này, vuốt nhẹ như thế này, nó có bị gồ lên không. Nhìn vào cái mép keo chỉ này nhé, cái mép này nó rất là sắc lét này, rất là sắc lét này. Và ấn nhẹ ngón tay này, nên cho camera này. Ấn nhẹ ngón tay này nhé, ấn thật nhẹ ngón tay này, nó có dấu hiệu lẩy lên thì đó là keo chỉ zin nhé. Có hai loại keo chỉ không zin, tức là khi mình bấm vào nó rắn và nó lì. Cái thứ hai là keo chỉ không zin nữa là nó bấm vào nó sộp phộp bộp, rất là mềm. Thì anh chị em mình chỉ bấm nhẹ như thế này, nếu nó lẩy lên đều thì đó là chi tiết của keo chỉ zin nguyên bản từ nhà máy nhé. Đấy, cái chi tiết keo chỉ nó rất là quan trọng. Hai là khi kết thúc của cái đầu keo như thế này, cái đầu keo như thế này bao giờ nó cũng có to bè ra hơn một chút. Đó là của nhà máy sản xuất xe nào cũng như thế. Cái đầu này, đấy, cái đầu này nó to. Có nét không em? Cái đầu này em quay gần vào tí nữa. Đấy, nó to hơn bình thường một chút thì đó là keo chỉ zin của nhà máy nhé. Hai nữa là các chi tiết đinh tán này. Em quay vào đây. Bên này với bên kia nó phải giống nhau nhé. Các chi tiết đinh tán này, hai bên đều có những cái là đối xứng nhé. Anh chị em và các bạn sẽ xem thật kỹ nhé. Thứ hai nữa là xem ở các ốc cánh cửa. Đây, một chiếc xe đời mới, đời từ 2016-2017 thì không cho phép được gỡ cánh cửa ra. Và chỉ gỡ cánh cửa ra thì có vấn đề, phần lớn là như thế. Thì xem các chi tiết này để biết làm sao một chiếc ốc mở hay không, thì tí mình sẽ giải thích cho anh chị em và các bạn sau nhé. Đó, cánh thứ nhất này, cánh thứ hai này, cũng tương tự như vậy. Xem các keo chỉ như mình đã nói, các đầu keo cuối cùng bao giờ cũng rất là to, là cái điểm keo cuối cùng nó bao giờ cũng to bè ra nhé. Đấy, cũng to bè ra nhé. Tuy nhiên anh chị em và các bạn đi xem xe ấy, thì thường thường không được bấm nhiều đâu nhé, chỉ thí điểm một chút, bấm nhẹ thôi nhé, không được bấm nhiều nhé, bởi vì chủ xe họ không hài lòng, không thích đâu. Đấy, cánh cửa thứ hai. Đấy, sau khi xem được những chi tiết đấy rồi thì anh chị em mình sẽ xem keo chỉ ở đằng sau để biết một chiếc xe nó có đâm đụng hay không. Đây, các chi tiết của keo chỉ này nó còn zin nguyên bản hết nhé. Đây, trên đây để kiểm tra một chiếc xe này có bị đâm đụng đằng sau hay không. Sau khi mà mình nghi ngờ các keo chỉ ở trên này thì mình có thể có hai phương án kiểm tra. Thứ nhất là mình có thể bỏ cái dép và cúi xuống đây nhìn xuống. Đấy. Phương án thứ hai là trên xe thì của chủ xe luôn thường thường có những cái đệm, cái thảm, thì mình có thể là mượn hoặc là lấy từ trong này ra. Lấy từ trong này ra thể nào cũng có. Đấy. Những cái thảm như thế này mình cũng không ngại ngần gì, mình nằm xuống, chui xuống để mình xem cái gầm xe. Bởi vì khi mà mình bỏ cái một đồng tiền ra mua xe ấy, thì mình cũng quan trọng nhất là cái yếu tố an toàn cho mình, mua được cái xe đúng giá trị của mình. Ok, thì mời anh chị em các bạn mình sẽ xem cái gầm xe này. Ok, đó, mình sẽ kiểm tra các chi tiết khung gầm đằng sau này. Các mép này nhá, các mép này nó có đều không, nó có đều không. Đấy, sau chi tiết đính hàn, đính kèm của nhà máy này. Đấy, hai bên nhá, nếu như nó đều nhau như thế này nhá, các ốc cổ nó tròn như này nhá, thì nó không có dấu hiệu đâm đụng mà nó méo hay gì đấy, thì 100% cái xe đã bị đụng đằng sau anh chị em các bạn nhé. Mình sẽ bật cái lắp capo này lên. Đấy,
Đầu tiên đấy, để mình nhận dạng một chiếc xe này có bị mở máy hay không, có bị mở lắp cabo hay không. Bởi vì những cái xe đời mới từ 2015, 2016, 2017 thì không nhiều lý do để mở lắp cabo nhé. Anh chị em các bạn bắt đầu kiểm tra từng chi tiết như thế này. Em camera ở đây. Đầu tiên mình sẽ kiểm tra các chi tiết của các keo chỉ như này. Đấy. Cũng như mình nói vừa rồi đấy, thì các đầu keo nó phải to hơn bình thường, các mép nó phải sát cạnh đẹp như thế này. Nó phải sắc nét và ấn nhẹ như thế này, nó lẩy ra thì là đặt keo zin thì mình sẽ xem đấy. Thứ hai nữa là mình xem các ốc này có bị vặn ra hay không, có bị phẩy lại không, có bị gỡ ra không. Ốc này, ốc trên và ốc dưới mình sẽ kiểm tra thật là kỹ nhá. Nếu là ốc phẩy thì anh chị em mình có thể nhìn nghiêng xuống dưới này, dưới này đấy, thì biết, bởi vì người ta chỉ phải trên, không thể phải dưới được. Kiểm tra thật kỹ lưỡng ở dưới này nhé. Đấy. Hai nữa là nhìn trực diện vào đây. Các đinh tán này là của nhà máy này. Các chi tiết này này. Bên đây bên bên đây có đối xứng với nhau nhé. Bên đây này, ốc cái lỗ tròn bên đây này, các lỗ tròn bên đây nó phải đối xứng và tròn với nhau nhé. Mặt keo đằng trước nó phải còn zin nguyên bản như thế này nhé. Nếu như mà đã ma tít lại hay là bả lại thì anh chị em mình chỉ cần xem vào những chi tiết lỗ nhỏ như thế này. Có bị ma tít hay không, có bị gỡ ra hay không. Đấy, bởi vì khi mà ma tít lại, sơn lại thì bao giờ có bụi sơn ở trong các lỗ này. Và các lỗ này nó sẽ méo, nó không được tròn. Hai nữa là nó dày lên một chút mùi bả sơn. Đấy. Bên đây cũng vậy. Xem cái lắp cabo bên đây hai bên nhé, thật là chi tiết nhé. Và mình sẽ đi vào cái phần đâm đụng bên hông. Bên hông này, đâm đụng bên hông này thì mình sẽ xoay vào bên đây. Thanh răng này bắt buộc phải gỡ ra. Thanh răng này bắt buộc phải gỡ ra. Anh chị em và các bạn cùng xem các chi tiết đính hàn của nhà máy, nó còn rất là nguyên bản đây. Các chi tiết hàn đính. Hai nữa là mình nghiêng mắt xoay vào bên trong. Em xoay vào đây. Xoay bên trong này. Nó còn zin nguyên bản như này, không có dấu hiệu của sần sùi, không có dấu hiệu của gò. Đấy. Mình sẽ dọi bên hông này đấy. Xem thật được kỹ nhé. Đấy. Phần này này. Xem thật được kỹ là các chi tiết này, các đèn này, các cái đinh này nó có bị làm mới hay không, là mình nhận diện mình biết ngay có bôi keo be bét hay không. Đấy. Đến thanh răng đằng trước mình sẽ kiểm tra thật kỹ cái ốc cabo này. Khi cái ốc cabo này được mở, những cái xe đời mới như thế này thì không lý do gì được phép mở. Mình sẽ xem chi tiết vào các chân ốc này. Các chân ốc bắt vào cái thanh này, thanh khóa này. Chi tiết nhé. Mình sẽ giải thích cho các anh chị em các bạn tí nữa nhé. Ốc này có mở hay không? Nếu mà mở thì bắt đầu mình nghi ngờ tại sao nó lại phải mở nhé. Ba đó là mình đã đi chi vào các chi tiết máy móc của cái động cơ này. Nó là trái tim của cái xe của mình. Ok. Các con ốc này theo thuyết từ 2015-16 thì không được phép mở ra. Ok. Như theo nguyên lý thì là con robot nó sẽ đi chạy vòng. Các máy khác là làm ngang, như các máy này là làm dọc, nó sẽ chạy vòng như này. Và cái điểm cuối cùng nó sẽ có một cái điểm keo thừa nhé. Sẽ có một cái điểm keo thừa như này. Anh em trong nghề mình gọi là cái keo trinh đấy, keo còn zin đấy. Keo còn zin mà bấm vào nhé. Anh chị em và các bạn mình bấm vào này. Bấm vào nó sẽ rắn và lẩy lên này, lẩy lên một chút. Còn keo nằm lại thì nó không được như thế nhé. Để nhận diện làm sao anh chị em mình biết được một cái ốc này có mở hay không, thì bây giờ mình sẽ chỉ chi tiết cho anh chị em và các bạn cùng xem. Là một cái ốc mở rồi. Tuy nhiên các xe ví dụ đời sâu chẳng hạn, nó bị rung mặt máy hay là vì lý do gì đấy mà khi đi bảo dưỡng người ta sẽ siết ốc mặt máy, thì cái gen vặn vào nó sẽ là cái gen bên đây vặn vào, còn chấp nhận được nhé. Những cái xe đời sâu nhé. Còn những cái xe đời mới thì không lý do gì mở cái mặt máy này ra nhé. Chỉ có lý do là hết lúc mát hay là một vài lý do khác thì bị mở ra. Thì anh chị em mình sẽ chỉ quan sát là tại sao cái xe này nó mở ra và biết cách nào để xem cái ốc nó mở ra như nào. Thì cái gen vặn vào nó có một chút ở đằng này, nó hơi tím tím. Nó không đáng kể, kể cả người ta gom rồi nhưng vẫn còn nhé. Và khi cái gen vặn ra mới đáng là quan trọng. Cái gen vặn ra này, cái gen vặn ra thì nó sẽ tím ở bên góc bên đây, bên phải mình đấy, bên phải mình đấy, là cái gen vặn ra thì mình cần phải quan sát rất là nhiều hơn.
mình quan sát cái chi tiết keo zin này không còn nữa, các mép keo này sần sùi thì mình nghi là cái mặt máy này nó đã mở ra rồi. Mở ra vì lý do gì thì không, những cái xe đời sau đời mới thì không được phép mở ra đấy. Mình sẽ xem vào chi tiết bên trong này nữa, sâu hơn trong gầm máy, các chi tiết chân máy này, ốc có bị mở ra không này, ốc có bị mở ra không, mình nhìn bằng mắt thường không thấy được thì mình có thể dùng vào cái đèn flash này nhé. Em bật cái đèn này lên. Đó. Khi mình zoom con ốc này lên nhé, thì mình bằng quan sát mình có thể biết được chính xác hơn. Em quay ở đây nhé, để nhìn cái vị trí ốc kia nhé, xem ốc này có bị mở hay không, chân cổ bô có bị mở hay không. Mình sẽ nhìn vào đây nhé. Đấy. Mình sẽ biết được chính xác. Đấy là lý do tại sao anh chị em mình phải trang bị cho mình một cái đèn pin và một cái máy smartphone nhé. Đấy. Quan sát đằng trước mình không thấy có đâm đụng, không ngập nước gì, không có đâm đụng, không có dấu hiệu gì rồi. Bắt đầu mình lên xe, mình nổ máy và đánh lái sang bên bên phải và bên trái nhé. Các bạn chờ mình. Khi mà cái xe bình thường là nó không bị đâm đụng, không bị gì, nhưng mà đôi khi nó bị sạc, hay là bị sạt gầm, hay là bị hỏng thước lái. Cái này cũng là rất là vấn đề chi phí, rất là tốn kém. Nhưng anh chị em mình sẽ xem cái phần thước lái. Đây là thước lái anh chị em và các bạn nhé. Đây là cái thước lái này. Đây này. Nó đây này. Thường bị sạt gầm, sạt đá hay gì đấy là nó bị thay cái thước lái này rồi, hay là các chi tiết của nó bị thay ở bên dưới rồi. Cái này mà ví dụ hỏng là chi phí rất là tốn kém nhé. Xem gầm và xem thước lái đây này. Đấy. Bên đây và bên kia. Đây. Thước lái bên đây cũng vậy. Xem từ bên trong những cái con ốc này nhé. Xem từ bên trong các con ốc này nhé. Bây giờ thì mình sẽ dùng đến khăn ướt. Ok. Đấy, đôi khi đi xem một chiếc xe nó rất là bẩn. Nó rất là bẩn. Nó rất là bẩn đấy. Anh chị em mình có thể lau cái ốc rồi đi trên ốc này. Đấy, xem là nó còn zin hay không. Các thước lái này nó chuẩn không? Nhìn tận ở bên trong nhé. Nhìn tận ở bên trong. Em quay sang bên đây. Nhìn tận ở bên trong nhé. Đấy. Đấy. Được rồi. Lý do tại sao mà mình cầm theo khăn ướt ấy, thì đường thường là cái xe nó rất là bẩn. Bắt buộc mình phải dùng cái khăn ướt này để mình lau tất cả các con ốc này, để mình kiểm tra. Đấy, đấy là tại sao mình dùng khăn ướt. Đây là cái công đoạn đi thử xe, là cái công đoạn cuối cùng nhé. Thì anh chị em và các bạn chú ý, tập trung để ý nhé. Đầu tiên ấy, thì khi mà để lổ máy lên, anh chị em mình xem trên mặt đồng hồ, xem tất cả các chế độ nó có hiển thị không. Đấy. Quét một loạt xem nó có hiển thị không, có cái đèn nào nó bị treo không. Bây giờ anh chị em mình để ý vào mặt đèn đằng trước này nhé. Em cho camera vào đây, sát tận vào đây. Đấy, tất cả các chế độ đèn nó đều lên hết. Và cái đèn túi khí là cái đèn mất sau cùng nhé, anh chị em các bạn nhé. Ok. Xong bắt đầu chúng mình bắt đầu đi thử này. Anh chị em và các bạn để ý này, khi bắt đầu anh em chị em mình vào số, vào D đi này, nhìn xem mặt vô lăng. Đấy, khi mình vào số D rồi thì nhìn mặt vô lăng nó có rung, có lắc không, hay là nó im lặng. Nếu nó rung, nó lắc thì do là chân máy cao su sẽ bị lỏng lẻo, tức là xe đi nhiều. Đấy, đi thì anh chị em mình chọn cái cung đường sóc đi, mở chế độ điều hòa về chế độ nhỏ nhất có thể nhé. Bắt đầu anh chị em mình đi này, tự nhiên bỏ tay vô lăng ra này, đi một đoạn này, nhìn vào vô lăng này, xem là vô lăng này lao hướng lái sang đâu, lao sang phải, lao sang trái, hay là không lao hướng nào. Nếu như không lao hướng nào thì là cái xe đấy là xe tốt. Còn lao hướng phải hay lao hướng trái thì mình để ý xem là kỹ xem cái xe đấy có thể là tai nạn bên phải hoặc là bên trái, anh chị em và các bạn nhé. Mình sẽ đi vào cung đường sóc này, càng sóc càng tốt nhé. Đó, càng sóc càng tốt. Lắng nghe nhé, lắng nghe các chi tiết của máy nhé. Càng sóc càng tốt, nghe thật kỹ xem có tiếng kêu lạ nào không nhé. Nếu mà có tiếng kêu lạ thì anh chị em mình càng phải để ý thật kỹ nhé, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến khung gầm hoặc là thước lái nhé. Cái đấy rất là quan trọng, rất là quan trọng nhé. Đấy, cái cung đường sóc này, cứ tương vào cung đường sóc mà đi này, cứ lao cung đường sóc mà đi nhé. Đấy. Nếu có tiếng kêu lạ thì nó sẽ kêu ở những đoạn cung đường này. Đấy.
thì chắc chắn nó không có cái gì rồi. Đó, đấy là công đoạn đi thử xe. Tức là cái xe này rất là ok, không có vấn đề gì, lầm lỗi gì. Được rồi, em tắt đi. À, mình sẽ chia sẻ thêm về cái clip đầu mình đã nói là lý do tại sao mà đi mua xe không đi mua giờ buổi tối và giờ gà lên chuồng, thì mình sẽ giải thích cùng anh chị em và các bạn cùng xem nhé. Thứ nhất là khi anh chị em đi mua xe ít nhất phải đi hai người. Đấy, đi hai người nhé. Và trong lúc xem xe phải tập trung cao độ, cũng như tập trung cho mình một cái tinh thần tốt, đủ lo, tinh thần đủ thông thái để mình xem cái xe đấy. Khi xem xe ấy thì mình sẽ không tập trung để nói chuyện với chủ xe nhé, tập trung mà xem xe. Sau cái phần kỹ thuật ấy thì mình có thể ngồi vào bàn nước nói chuyện với chủ xe cũng không sao, mà không để chủ xe hỏi mình nhiều để phân tâm nhé. Lý do tại sao để anh chị em mình không nên đi xem xe vào giờ gà lên chuồng, vì lý do vào thời điểm đấy thì mình đang háo hức xem một cái xe, mình muốn mua một cái xe, trong người của mình nó mệt, nó không đủ lo, thì mình sẽ xem vội xem vàng và mình sẽ nhanh nhanh chóng chóng quyết định, và đó là một quyết định sai lầm. Cái thứ hai nữa là xem một cái xe ấy thì mình đã từng gặp rất là nhiều rồi, đôi khi chiếc xe là cái xe đâm đụng ở đằng phía sau này. Đấy là lý do tại sao mà mình phải chui vào cả vào gầm xe mình xem. Có những cái xe chủ xe nhé, vì đằng sau này người ta làm lại rất là kỹ sau khi tai nạn rồi, người ta sẽ cố tình để lấp đi những cái lỗi đấy, người ta kẹp thẳng vào một bãi xít châu. Bãi xít châu nói hơi thô, một bãi xít châu để cho mình ấy, ngại mình không chui vào, không xem kỹ, tức là sau đó thì mình phải trả giá. Nên anh chị em mình thấy một cái xe bẩn như thế, hoặc là xem một khung giờ gà lên chuồng hoặc buổi tối như thế, thì anh chị em và các bạn mình nên cẩn thận kỹ lưỡng, có thể bắt xem ban ngày hoặc rửa sạch cái xe đi nếu như anh chị em mình thích cái xe đấy, và tiếp tục với hành trình là xem xe và khám phá, chui gầm xe cũng chẳng sao cả. Bởi vì cơ bản anh chị em mình bỏ ra một số tiền rất là lớn, chẳng có lý do gì tại sao mà mình không xem kỹ cái xe của mình, sản phẩm của mình cả. Xin được cảm ơn anh chị em và các bạn rất là nhiều đã xem hết video của mình. Và anh chị em mình thấy video hữu ích thì có thể bấm nút like, nút đăng ký kênh và nút share kênh cho mình nhé. Xin cảm ơn anh chị em và các bạn rất là nhiều để mình có thêm động lực làm các video về giấy tờ xe rất là chi tiết sau cho anh chị em các bạn cùng trải nghiệm nhé.